Thưa quý vị, những ngày qua thì rất nhiều người đã theo dõi và quan tâm câu chuyện về em bé 7 tuổi ở Hà Nội sau khi qua đời vì ung thư đã hiến giác mạc. Và thưa quý vị, theo thông tin mà phóng viên Chào Buổi Tối vừa nhận được thì cách đây ít phút, hai giác mạc của bé đã được cấy ghép thành công cho hai người khác tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Trao đổi với Chào Buổi Tối, tiến sĩ bác sĩ Lê Xuân Cung, phó trưởng khoa kết giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hai người may mắn nhận được giác mạc là một bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn nhưỡng giác di truyền và một bệnh nhân trên 70 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc. Sau gần 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, hai ca ghép kết thúc lúc 16 giờ chiều nay với kết quả thành công tốt đẹp. Ngày mai, hai bệnh nhân được ghép có thể nhìn sáng hơn và dần dần, khoảng 1 tháng sau sẽ nhìn rõ như người bình thường. Tiến sĩ Cung chia sẻ thêm, giác mạc của bé Hải An khi được ghép có chất lượng tốt, rất trong, nên người nhận được quà tặng ánh sáng của cô bé cũng sẽ sớm nhìn rõ hơn. Trước đó, bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội, đã qua đời do bị u cầu não. Nguyện vọng của gia đình là con được hiến tạng, nhưng vì chưa đủ tuổi nên gia đình đã quyết định hiến giác mạc để mang lại ánh sáng cho người khác. Theo các bác sĩ thì giác mạc sau khi lấy có thể để được trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên thì thời gian ghép càng sớm sẽ càng tốt. Và ghép giác mạc là phương pháp duy nhất để phục hồi thị lực cho các bệnh nhân mù do sẹo giác mạc. Và việc có thể ghép giác mạc hay không lại còn phụ thuộc nhiều yếu tố, cho nên không phải ai bị sẹo giác mạc thì cũng có chỉ định ghép giác mạc. Vâng ạ, và đây là một phẫu thuật ghép mô nên mọi nguy cơ sau ghép đều giống như là ghép thận hay là ghép gan. Thành công sau ghép cũng phụ thuộc vào việc cơ địa của bệnh nhân có đáp ứng tốt với mảnh ghép hay không, tay nghề của bác sĩ, chất lượng của giác mạc cho, thời gian từ lúc lấy giác mạc mắc đến khi mà ghép. Và sau khi ghép giác mạc thì bệnh nhân cần được theo dõi định kỳ, dùng thuốc đặc trị trong vài tháng đến vài năm để có thể bảo đảm về mặt thẩm mỹ và chức năng.